Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống, phẩm thứ 11, phần 3. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, như Phật có dạy, tất cả các pháp có hai loại nhân, nhân chính và nhân tùy thuộc. Vì có hai loại nhân ấy, lẽ ra không có sự trói buộc và giải thoát, như năm ấm hợp thành thân này. Trong mỗi một niệm đều liên tục sanh ra, diệt đi. Nếu năm ấm sanh và diệt liên tục như thế, thì ai là người chịu trói buộc hay được giải thoát? Bạch Thế Tôn, do năm ấm này mà sanh ra năm ấm tiếp theo sau, nhưng năm ấm này tự chúng diệt mất, không chuyển thành năm ấm sau đó. Tuy không chuyển thành, nhưng năm ấm trước có thể sanh ra năm ấm sau, cũng như nhân hạt giống sanh ra mầm cây, hạt giống không chuyển thành mầm cây, tuy không chuyển thành nhưng có thể sanh ra mầm cây. Chúng sanh cũng vậy, làm sao có sự trói buộc, làm sao có sự giải thoát? Phật dạy: Thiện nam tử, hãy nghe cho kỹ, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng giải. Thiện nam tử, khi người ta sắp để bỏ mạng sống phải chịu sự khổ não rất lớn, họ hàng thân thích vây quanh khóc kể thảm thiết, người ấy hoảng sợ không còn biết nương dựa cầu cứu nơi đâu, tuy có năm giác quan nhưng lúc đó không còn nhận biết gì cả, toàn thân đều run rẩy, không thể tự kiểm chế, thân thể lạnh dần, hơi ấm sắp dứt, liền nhìn thấy hiện tướng báo ứng của những việc lành việc dữ đã làm. Thiện nam tử, như khi mặt trời sắp lặn thì núi đồi đổ bóng về phương đông, không có lý nào lại đổ về phương tây. Nghiệp quả của chúng sanh cũng vậy, khi năm ấm này diệt mất, năm ấm kia tự nhiên nối tiếp sanh ra. Như khi thắp đèn lên thì bóng tối mất, đèn tắt rồi thì bóng tối hiện ra. Thiện nam tử, ví như dùng dầu sáp ấn vào khối đất sét ướt để nung thành đồ vật. Dầu sáp với đất sét hợp lại cùng nhau, khi nung xong thì dấu sáp mất đi, hoa văn trên vật nung hiện ra, nhưng dấu sáp ấy không biến mất vào đất sét, còn hoa văn kia không phải từ đất sét ra, cũng không phải từ nơi khác đến. Do nhân duyên là dấu sáp nên tạo thành hoa văn ấy. Năm ấm hiện tại diệt mất thì năm ấm của thân trung ấm sanh ra, năm ấm hiện tại không biến thành năm ấm của thân trung ấm, năm ấm của thân trung ấm cũng không phải tự sanh ra, cũng không phải từ nơi khác đến. Do nhân là năm ấm hiện tại nên sanh ra năm ấm của thân trung ấm, cũng như dấu sáp kia in vào đất sét, dấu sáp mất đi rồi thành ra những hoa văn. Tên gọi của năm ấm trước sau tuy không khác, nhưng thời điểm và điều kiện đã khác hẳn, cho nên ta nói năm ấm của thân trung ấm mắt thường không thấy được, chỉ thiền nhãn mới có thể thấy. Chúng sanh mang thân trung ấm có ba cách ăn: một là ăn bằng sự suy tưởng, hai là ăn bằng sự xúc chạm, ba là ăn bằng ý niệm. Có hai loại thân trung ấm: một là do quả báo của nghiệp tốt lành, hai là do quả báo của nghiệp xấu ác. Nhân nơi nghiệp lành mà được các giác quan tốt đẹp, nhân nơi nghiệp xấu ác mà có các giác quan xấu ác. Vào lúc cha mẹ cùng nhau giao hợp, tùy theo nghiệp nhân duyên mà thân trung ấm hướng đến chỗ thọ sanh. Thân trung ấm ấy đối với mẹ sanh tâm ái luyến, đối với cha sanh tâm sân hận. Và lúc người cha xuất tinh, liền cho tinh trùng đó là thân mình hiện hữu, nên nhìn thấy rồi sanh lòng vui thích. Do ba loại nhân duyên phiền não là ái luyến, sân hận và vui thích, nên thân trung ấm liền diệt mất. Ngay khi đó sanh ra năm ấm tiếp theo, cũng như dấu sáp in vào đất sét, dấu sáp mất rồi thì hoa văn hình thành. Khi chúng sanh được sanh ra, các căn có thể đầy đủ hoặc khiếm khuyết. Người có đủ các căn, khi thấy hình sắc thì khởi lòng tham muốn, vì khởi lòng tham muốn nên có ái luyến, vì bị hình sắc mê hoặc nên sanh tham muốn, đó gọi là vô minh. Do hai nhân duyên là tham ái và vô minh nên mọi cảnh giới chúng sanh nhìn thấy đều là điên đảo, như vô thường thấy là thường, vô ngã thấy là ngã, không vui thấy là vui, không trong sạch thấy là trong sạch. Vì bốn sự điên đảo ấy mà làm ra những việc lành dữ, từ đó phiền não tạo ra nghiệp, nghiệp tạo ra phiền não, đó gọi là trói buộc. Vì nghĩa ấy nên gọi là năm ấm sanh ra. Nếu người được gần gũi Phật và đệ tử Phật, các bậc thiện trí thức ắt sẽ được nghe và thọ nhận 12 bộ kinh. Nhờ nghe chánh pháp quán chiếu cảnh giới lành được đại trí tuệ đó gọi là tri kiến chân chánh. Nhờ được tri kiến chân chánh nên đối với chốn sanh tử sanh tâm hối tiếc. Nhờ sanh tâm hối tiếc nên không thấy vui thích. Vì không thấy vui thích nên có thể trừ được tâm tham dục. Nhờ trừ được tâm tham dục nên tu tập tám thánh đạo.
Nhờ tu tập tám thánh đạo nên đạt đến chỗ không còn sanh tử. Nhờ không còn sanh tử nên gọi là được giải thoát. Như lửa không gặp củi gọi là diệt mất. Vì diệt mất sanh tử nên gọi là diệt độ. Vì nghĩa ấy nên gọi là năm ấm diệt mất. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, như trong không trung không có gai, làm sao gọi là nhổ gai ra? Năm ấm không ràng buộc, vì sao nói là trói buộc? Phật dạy: Thiện nam tử, do gông cùm là phiền não nên trói buộc năm ấm. Lìa năm ấm ra không thể riêng có phiền não, lìa phiền não ra cũng không riêng có năm ấm. Thiện nam tử, như những cây cột chống đỡ cái nhà, lìa nhà ra thì không có cột, lìa cột ra thì không có nhà. Năm ấm của chúng sanh cũng vậy, vì có phiền não nên gọi là trói buộc, vì không phiền não nên gọi là giải thoát. Thiện nam tử, như bàn tay và cái nắm tay, sự nắm lại ba pháp ấy tự chúng hợp tan sanh diệt, chứ ngoài ra không có pháp nào khác nữa. Năm ấm của chúng sanh cũng vậy, vì có phiền não nên gọi là trói buộc, vì không phiền não nên gọi là giải thoát. Thiện nam tử, như nói danh sắc trói buộc chúng sanh, nếu danh sắc diệt mất thì không có chúng sanh. Lìa danh sắc ra không riêng có chúng sanh, lìa chúng sanh ra không riêng có danh sắc. Nên nói rằng danh sắc trói buộc chúng sanh, mà cũng có thể nói là chúng sanh trói buộc danh sắc. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, như con mắt vốn không tự thấy, ngón tay không tự xúc chạm, con dao không tự cắt, sự thọ nhận không tự thọ nhận, sao Như Lai nói rằng danh sắc trói buộc danh sắc? Vì sao vậy? Vì nói danh sắc đó tức là chúng sanh, nói chúng sanh tức là danh sắc. Nếu nói danh sắc trói buộc chúng sanh, cũng tức là danh sắc tự trói buộc danh sắc. Phật dạy: Thiện nam tử, như khi hai bàn tay chắp lại không có pháp nào khác đến chắp cả, danh với sắc cũng vậy. Vì nghĩa ấy ta nói rằng danh sắc trói buộc chúng sanh, nếu lìa danh sắc ắt được giải thoát, cho nên ta nói chúng sanh được giải thoát. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu có danh sắc tức là trói buộc, thì các vị A-la-hán chưa lìa khỏi danh sắc lẽ ra cũng là bị trói buộc. Phật dạy: Thiện nam tử, có hai loại giải thoát, một là dứt nhân, hai là dứt quả. Nói dứt nhân là dứt trừ phiền não. Các vị A-la-hán đã dứt trừ phiền não, các mối phiền não đều đã hoại diệt, cho nên các nhân phiền não không thể trói buộc. Nhưng vì chưa dứt quả nên gọi là trói buộc nơi quả. Các vị A-la-hán không thấy tánh Phật, vì không thấy tánh Phật nên không thành tựu A-nậu-đa-la tam miệu tam bồ đề. Vì nghĩa ấy nên có thể nói là còn trói buộc nơi quả, nhưng không thể nói là trói buộc nơi danh sắc. Thiện nam tử, ví như việc thắp đèn, khi dầu chưa hết thì ánh sáng chưa mất, nếu dầu đã cạn thì chắc chắn ánh sáng phải diệt mất. Thiện nam tử, dầu là ví như các phiền não, đèn là ví như chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh còn có dầu phiền não nên không thể nhập niết bàn. Nếu rơi hết phiền não, ắt sẽ nhập niết bàn. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, đèn và dầu là hai thứ có tính chất khác nhau, chúng sanh và phiền não thì khác. Vì chúng sanh tức là phiền não tức là chúng sanh. Chúng sanh gọi là năm ấm gọi là chúng sanh, năm ấm gọi là phiền não gọi là năm ấm. Vì sao Như Lai lại ví với việc thắp đèn? Phật dạy: Thiện nam tử, có tám cách ví dụ. Một là xuôi theo trình tự diễn tiến mà ví dụ, gọi là thuận dụ. Hai là ngược với trình tự diễn tiến mà ví dụ, gọi là nghịch dụ. Ba là nêu sự việc trước mắt mà ví dụ, gọi là hiện dụ. Bốn là dùng sự việc không có nhưng hợp nghĩa mà ví dụ, gọi là phi dụ. Năm là nêu ví dụ trước rồi đặt vấn đề sau, gọi là tiên dụ. Sáu là đặt vấn đề trước rồi nêu ví dụ sau, gọi là hậu dụ. Bảy là nêu ví dụ cả trước và sau để làm rõ vấn đề, gọi là tiên hậu dụ. Và tám là dùng sự biến đổi tương tự của sự việc để làm ví dụ, gọi là biến dụ. Thế nào là xuôi theo trình tự diễn tiến mà ví dụ? Như trong kinh dạy rằng trời đổ mưa lớn, mương rãnh đều đầy. Vì mương rãnh đầy nên các vũng nhỏ đầy. Vì các vũng nhỏ đầy nên vũng lớn đầy. Vì vũng lớn đầy nên suối nhỏ đầy. Vì suối nhỏ đầy nên suối lớn đầy. Vì suối lớn đầy nên hồ nhỏ đầy. Vì hồ nhỏ đầy nên hồ lớn đầy. Vì hồ lớn đầy nên sông con đầy. Vì sông con đầy nên sông cái đầy. Vì sông cái đầy nên biển cả đầy. Như Lai đổ cơn mưa pháp cũng giống như vậy, làm cho giới hạnh của chúng sanh được trọn vẹn đầy đủ. Vì giới hạnh trọn vẹn đầy đủ nên tâm không hối tiếc được trọn vẹn đầy đủ. Vì tâm không hối tiếc được trọn vẹn đầy đủ nên sự hoan hỷ được trọn vẹn đầy đủ. Vì sự hoan hỷ được trọn vẹn đầy đủ nên hạnh xa lìa thế tục được trọn vẹn đầy đủ.
vì hạnh xa lìa thế tục được trọn vẹn đầy đủ, nên sự an ổn được trọn vẹn đầy đủ. Vì sự an ổn được trọn vẹn đầy đủ, nên chánh định được trọn vẹn đầy đủ. Vì chánh định được trọn vẹn đầy đủ, nên tri kiến chân chánh được trọn vẹn đầy đủ. Vì tri kiến chân chánh được trọn vẹn đầy đủ, nên hạnh chán lìa, sanh tử được trọn vẹn đầy đủ. Vì hạnh chán lìa được trọn vẹn đầy đủ, nên sự chê trách sanh tử được trọn vẹn đầy đủ. Vì sự chê trách sanh tử được trọn vẹn đầy đủ, nên giải thoát được trọn vẹn đầy đủ. Vì giải thoát được trọn vẹn đầy đủ, nên niết bàn được trọn vẹn đầy đủ. Đó gọi là xuôi theo trình tự diễn tiến mà ví dụ. Thế nào là ngược với trình tự diễn tiến mà ví dụ? Như nói rằng biển cả có nguồn gốc là sông cái có nguồn gốc là sông con có nguồn gốc là hồ lớn có nguồn gốc là hồ nhỏ có nguồn gốc là suối lớn có nguồn gốc là suối nhỏ có nguồn gốc là vũng lớn có nguồn gốc là vũng nhỏ có nguồn gốc là mương rãnh có nguồn gốc là cơn mưa lớn. Niết bàn cũng vậy. Có nguồn gốc là giải thoát có nguồn gốc là chê trách sanh tử có nguồn gốc là chán lìa sanh tử có nguồn gốc là tri kiến chân chánh có nguồn gốc là chánh định có nguồn gốc là an ổn có nguồn gốc là hạnh xa lìa thế tục có nguồn gốc là hoan hỷ có nguồn gốc là tâm không hối tiếc có nguồn gốc là giữ theo giới luật. Giữ theo giới luật có nguồn gốc là cơn mưa chánh pháp. Đó gọi là ngược với trình tự diễn tiến mà ví dụ. Thế nào là nêu sự việc trước mắt mà ví dụ? Như trong kinh dạy rằng, tâm tánh chúng sanh ví như loài khỉ. Tánh của loài khỉ là buông cái này chộp lấy cái kia. Tâm tánh chúng sanh cũng vậy, luôn vướng mắc vào hình sắc âm thanh, mùi hương vị nếm sự xúc chạm và các pháp không lúc nào tạm dừng. Đó gọi là nêu sự việc trước mắt mà ví dụ. Thế nào là dùng sự việc không có nhưng hợp nghĩa mà ví dụ? Như xưa có lần ta bảo vua Ba Tư Nặc rằng, đại vương, như có những kẻ thân tín từ bốn phương đến đây, thầy đều tâu rằng, đại vương, có bốn quả núi lớn từ bốn phương đang tiến dần lại đây sát hại nhân dân. Vua nghe vậy rồi nên lập kế sách gì? Vua đáp, bạch Thế Tôn, nếu có những quả núi tiến dần lại đây như thế thì không có chỗ nào trốn tránh được, chỉ nên hết lòng trì giới và thực hành bố thí mà thôi. Ta liền ngợi khen rằng, lành thay đại vương, ta nói bốn hòn núi ấy, tức là sanh già bệnh chết của chúng sanh, sanh già bệnh chết, thường đến bức người, vì sao đại vương chẳng lo tu tập trì giới bố thí? Vua hỏi, bạch Thế Tôn, trì giới bố thí được những kết quả gì? Ta đáp, đại vương, tu tập như vậy sẽ được hưởng nhiều khoái lạc ở cõi người, cõi trời. Vua hỏi, bạch Thế Tôn, như cây Ni Câu Đà nếu trì giới bố thí thì có được hưởng sự an ổn ở cõi người cõi trời chăng? Ta đáp, đại vương, cây Ni Câu Đà không thể trì giới bố thí, nhưng nếu cây ấy có thể trì giới bố thí, ắt cũng sẽ được thọ hưởng như vậy, không khác gì. Đó gọi là dùng sự việc không có nhưng hợp nghĩa mà ví dụ. Thế nào là nêu ví dụ trước rồi đặt vấn đề sau? Như trong kinh ta có dạy rằng, ví như có người tham đóa hoa đẹp, khi đưa tay hái lấy liền bị nước cuốn trôi. Chúng sanh cũng vậy, tham muốn ưa thích năm món dục nên bị dòng nước sanh tử cuốn trôi nhận chìm. Đó gọi là nêu ví dụ trước rồi đặt vấn đề sau. Thế nào là đặt vấn đề trước rồi nêu ví dụ sau? Như trong kinh Pháp Cú có kệ rằng, chớ khinh tội nhỏ cho rằng không hại, giọt nước tuy nhỏ dần đầy hồ to. Đó gọi là đặt vấn đề trước rồi nêu ví dụ sau. Thế nào là nêu ví dụ cả trước và sau để làm rõ vấn đề? Ví như cây chuối sau khi trổ buồng rồi ắt phải chết, kẻ ngu đợi được lợi dưỡng cũng giống như vậy. Lại như con la mang thai thì mạng sống chẳng còn bao lâu. Đó gọi là nêu ví dụ cả trước và sau để làm rõ vấn đề. Thế nào là dùng sự biến đổi tương tự của sự việc để làm ví dụ? Như trong kinh có nói, cõi trời 33 có cây ba lị chất đa, rễ cây ăn xuống đất sâu đến 5 do diên, bề cao 100 do diên, cành lá tỏa ra bốn phía che phủ 50 do diên, lá già úa chuyển sang màu vàng, chư thiên nhìn thấy liền sanh tâm vui vẻ. Không bao lâu thì lá rụng, chư thiên nhìn lá rụng lại sanh tâm vui vẻ. Rồi không bao lâu cảnh cây cũng đổi màu, khi cảnh cây đổi màu chư thiên nhìn thấy cũng lại sanh tâm vui vẻ. Rồi không bao lâu màu sắc nẻ cũng mất, cành xanh nụ hoa, nhìn thấy nụ hoa chư thiên lại sanh tâm vui vẻ.
Chẳng bao lâu nụ hoa sinh ra búp hoa. Nhìn thấy búp hoa, chư thiên lại sinh ra vui vẻ. Rồi không bao lâu, búp nở ra hoa. Khi hoa nở, hương thơm bay xa đến 50 do diên, ánh sáng chiếu xa tới 80 do diên. Bây giờ trong 3 tháng mùa hạ, chư thiên ở dưới cây ấy mà thọ hưởng mọi sự khoái lạc. Thiện nam tử, các đệ tử của ta cũng giống như vậy. Lá màu vàng là ví như những đệ tử có ý muốn xuất gia. Lá rụng là ví như những đệ tử cạo bỏ râu tóc. Cành cây đổi màu là ví như các đệ tử bạch tứ yết ma thọ giới cụ túc. Thoạt tiên sanh ra nụ hoa là ví như các đệ tử phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Búp hoa là ví như các vị bồ tát hàng thập trụ được thấy tánh Phật. Hoa nở là ví như các vị bồ tát đạt được an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Hương thơm là ví như vô lượng chúng sanh mười phương thọ trì giới cấm. Ánh sáng là ví như danh hiệu Như Lai rộng truyền khắp mười phương không gì ngăn ngại. Ba tháng mùa hạ là ví như ba pháp tam muội. Chư thiên ở cảnh trời 33 thọ hưởng khoái lạc là ví như chư Phật nơi cảnh giới đại niết bàn được các đức thường lạc ngã tịnh. Đó gọi là dùng sự biến đổi tương tự của sự việc để làm ví dụ. Thiện nam tử, khi dẫn cho các ví dụ không nhất thiết phải dùng trọn hết ý nghĩa, có khi chỉ dùng một phần nhỏ hoặc có khi dùng một phần lớn, cũng có khi dùng trọn. Như nói khuôn mặt Như Lai ví như vầng trăng tròn, đó là chỉ dùng một phần nhỏ ý nghĩa của ví dụ. Thiện nam tử, ví như có người chưa từng thấy sữa, hỏi người khác rằng sữa là món gì vậy? Người kia đáp rằng sữa giống như nước, như đường, như vỏ sò. Dùng nước là để nêu nghĩa chất lỏng, dùng đường là để nêu nghĩa vị ngọt, dùng vỏ sò là để nêu nghĩa có màu trắng đục. Tuy dẫn ra ba ví dụ nhưng vẫn chưa phải thật là sữa. Thiện nam tử, ta dùng đèn làm ví dụ để so với chúng sanh cũng giống như vậy. Thiện nam tử, cũng như lìa khỏi nước thì không có con sông, lìa khỏi năm ấm thì không thể riêng có chúng sanh. Thiện nam tử, cũng như lìa khỏi thùng xe, trục bánh, nan hoa, vành thì không riêng có cái xe, chúng sanh và năm ấm cũng giống như thế. Thiện nam tử, nếu muốn nhận hiểu được ví dụ cây đèn, hãy lắng nghe thật kỹ, ta sẽ giảng giải. Tim đèn là ví như 25 cảnh giới hiện hữu. Dầu để thắp đèn là ví như ái dục. Ánh sáng là ví như trí tuệ. Phá tan sự tăm tối là ví như phá trừ vô minh. Hơi nóng là ví như các thánh đạo. Như dầu hết thì đèn tắt. Ái dục của chúng sanh vừa dứt liền thấy được tánh Phật. Khi ấy tuy có danh sắc cũng không thể trói buộc được. Tuy ở trong 25 cảnh giới hiện hữu nhưng không bị những cảnh giới ấy làm cho ô nhiễm. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, năm ấm của chúng sanh vốn là không, không thuộc về ai cả. Vậy ai là người nhận sự giáo hóa tu tập chánh đạo? Phật dạy: Thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều có tâm nhớ nghĩ, tâm trí tuệ, tâm phát khởi, tâm chuyên cần tinh tấn, tâm tin nhận, tâm an định. Các pháp như vậy tuy nối nhau diệt mất trong từng niệm tưởng, nhưng vì có sự tương tự tiếp nối nhau không dứt, cho nên gọi là có người tu tập chánh đạo. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, các pháp ấy đều diệt mất trong mỗi một niệm. Sự diệt mất trong mỗi một niệm ấy cũng tương tự, tiếp nối nhau không dứt. Vậy làm sao tu tập? Phật dạy: Thiện nam tử, như ngọn đèn kia, tuy có sự liên tục diệt mất trong mỗi một niệm, nhưng vẫn có ánh sáng phá tan sự tăm tối. Tất cả các pháp như tâm nhớ nghĩ, vân vân cũng là như vậy. Thiện nam tử, như món ăn của chúng sanh, tuy có sự liên tục diệt mất trong mỗi một niệm, nhưng cũng giúp cho kẻ đói được no lòng. Ví như phương thuốc hay, tuy có sự liên tục diệt mất trong mỗi một niệm, nhưng cũng có thể làm cho khỏi bệnh. Ánh sáng mặt trời, mặt trăng, tuy có sự liên tục diệt mất trong mỗi một niệm, nhưng cũng có thể làm tăng trưởng cỏ cây rừng rậm. Thiện nam tử, ông có hỏi rằng nối nhau diệt mất trong từng niệm làm sao tu tập tăng trưởng? Đó là vì tâm thức không dứt đoạn nên gọi là tăng trưởng. Thiện nam tử, như người tụng đọc kinh sách, từng chữ từng câu không thể cùng lúc. Câu trước chẳng đến câu giữa chẳng đến câu sau. Người với câu chữ cũng như tâm tưởng đều nối nhau diệt mất trong từng niệm tưởng, nhưng tu tập lâu ngày thì vẫn được thông thuộc. Thiện nam tử, ví như người thợ kim hoàn, từ nhỏ tập làm nghề cho đến lúc tuổi già, tuy mỗi một niệm đều nối nhau diệt mất, niệm trước chẳng đến niệm sau, nhưng do sự tích chứa quen thuộc lâu ngày nên tay nghề thật khéo léo hoàn hảo, do đó mới được khen là thợ kim hoàn giỏi.
người đọc tụng kinh sách cũng giống như vậy. Thiện nam tử ví như hạt giống kia, đất không dạy rằng mày phải sanh mầm, nhưng do tánh tự nhiên của pháp là như vậy, nên mầm tự nhiên sanh. Đến như hoa kia cũng không dạy rằng mày phải kết quả, nhưng do tánh tự nhiên của pháp là như vậy, nên quả tự nhiên sanh. Chúng sanh tu tập đạo pháp cũng giống như vậy. Thiện nam tử ví như phép đếm số, một chẳng đến hai, hai chẳng đến ba, tùy mỗi một niệm đều nối nhau diệt mất, nhưng vẫn đếm được đến số ngàn, số vạn. Chúng sanh tu tập đạo pháp cũng giống như vậy. Thiện nam tử, như ngọn đèn trong mỗi một niệm đều nối nhau diệt mất. Ngọn lửa trước khi diệt mất không bảo ngọn lửa sau rằng khi ta diệt thì mày phải sanh ra để xua tan bóng tối. Nhưng do tánh tự nhiên của pháp là như vậy, nên ánh sáng vẫn tự nhiên nối tiếp nhau mà xua tan được bóng tối. Thiện nam tử, ví như con nghé vừa sanh ra liền tìm vú sữa mà bú. Cái trí khôn biết tìm vú sữa đó thật không do ai dạy bảo. Tuy mỗi một niệm đều nối nhau diệt mất, nhưng thật có trước đói sau no. Cho nên phải biết rằng việc trước việc sau chẳng phải tương tự. Nếu là tương tự thì lẽ ra chẳng sanh khác biệt. Chúng sanh tu tập đạo pháp cũng giống như vậy. Ban đầu chưa có sự tăng trưởng, nhưng nhờ tu lâu mà có thể phá trừ tất cả phiền não. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, như Phật có dạy, người đã chứng quả tu đà hoàn rồi, tuy sanh vào cõi nước xấu ác cũng vẫn giữ giới, không phạm vào những việc giết hại, trộm cắp, dâm loạn, nói đâm thọc, uống rượu say. Năm ấm của vị tu đà hoàn đã diệt mất ở cõi này, không đến nơi cõi nước xấu ác kia. Việc tu tập đạo pháp cũng giống như thế, không hề đến cõi nước xấu ác kia. Nếu là tương tự, vì sao chẳng sanh nơi cõi nước thanh tịnh nhiệm màu? Nếu năm ấm ở cõi nước xấu ác kia chẳng phải là năm ấm trước đây của vị tu đà hoàn, vì sao có được khả năng không tạo nghiệp ác? Phật dạy: Thiện nam tử, vị tu đà hoàn tuy sanh nơi cõi nước xấu ác vẫn không mất đi danh hiệu tu đà hoàn. Vì năm ấm trước và sau không tương tự, nên ta mới dẫn trường hợp con nghé làm ví dụ. Vị tu đà hoàn tuy sanh vào cõi nước xấu ác, nhưng do có đạo lực nên không tạo các nghiệp ác. Thiện nam tử, ví như ở Hương Sơn vì có sư tử chúa nên không có dấu vết của tất cả các loài chim thú, vì chẳng còn nào dám đến gần. Có khi sư tử chúa ấy bỏ đi vào trong tuyết sơn, nên tất cả các loài chim thú vẫn không dám đến đó. Vị tu đà hoàn cũng vậy, tuy không tu tập đạo pháp, nhưng nhờ đạo lực nên không tạo các nghiệp ác. Thiện nam tử, ví như có người uống nước cam lộ, tuy cam lộ ấy tiêu mất rồi, nhưng do năng lực của nó nên người ấy được sống lâu không chết. Thiện nam tử, như ở núi Tù Gì có vị thuốc rất hay tên là Lăng Giả Lị. Người uống thuốc ấy tuy mỗi một niệm đều nối nhau diệt mất, nhưng nhờ năng lực của thuốc nên không phải chịu sự bệnh hoạn khổ não. Thiện nam tử, ví như chỗ ngồi của vị Chuyển Luân Vương, tuy lúc vắng mặt vua cũng không ai dám đến gần. Vì sao vậy? Vì oai lực của nhà vua. Vị tu đà hoàn cũng vậy, tuy sanh nơi cõi nước xấu ác không tụ tập đạo pháp, nhưng do đạo lực từ trước nên không hề tạo các nghiệp ác. Thiện nam tử, năm ấm của vị tu đà hoàn thật đã diệt mất ở cõi này, tuy sanh năm ấm khác nhưng vẫn không mất đi năm ấm của tu đà hoàn. Thiện nam tử, như chúng sanh vì muốn được ăn quả nên đối với hạt giống làm đủ mọi điều khó nhọc, như bón phân, chăm sóc, tưới nước. Trong khi chưa được ăn quả, hạt giống đã diệt mất, nhưng cũng có thể nói rằng nhân nơi hạt giống mà có được quả. Năm ấm của vị tu đà hoàn cũng vậy. Thiện nam tử, ví như người giàu có nhiều tiền của nhưng chỉ có một đứa con trai duy nhất. Ông qua đời trước người con trai này lại có một đứa con trai đang ở nước khác. Ít lâu sau thình lình người con trai cũng qua đời. Đứa cháu nội của người nhà giàu này nghe tin liền trở về thừa kế sản nghiệp. Tuy biết rằng của cái ấy chẳng phải do anh ta làm ra, nhưng khi anh ta nhận lấy thì không ai ngăn cản. Vì sao vậy? Vì là con cháu trong dòng họ. Vị tu đà hoàn với năm ấm đã từng tu tập cũng giống như vậy. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Như Phật có nói kệ, nếu tỳ kheo tu tập giới định và trí tuệ, vị ấy không thối truyền gần gũi đại niết bàn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tu giới, thế nào là tu định, thế nào là tu trí tuệ? Phật dạy: Thiện nam tử, như có người thọ trì giới cấm chỉ vì sự lợi ích riêng mình, muốn được hưởng khoái lạc trong hai cõi trời người, không phải vì sự độ thoát tất cả chúng sanh, không vì sự ủng hộ chánh pháp vô thượng, chỉ vì sự lợi dưỡng, vì sợ sệt ba đường ác, vì muốn được mạng sống, hình sắc thế lực,
sự an ổn tài biện thuyết hơn người, vì sợ phép vua luật nước, vì sợ tiếng tăm xấu ác, vì sự nghiệp thế tục. Người giữ giới vì những nguyên nhân như vậy không được gọi là tu tập giới. Thiện nam tử, nếu gọi là tu tập giới một cách chân chánh, nếu khi thọ trì giới cấm vì độ thoát tất cả chúng sanh, vì ủng hộ chánh pháp, vì hóa độ những ai chưa được hóa độ, giải thoát cho những ai chưa được giải thoát, làm cho những ai chưa quy y Tam Bảo quay về quy y, những ai chưa nhập niết bàn được nhập niết bàn, trong khi tu tập như vậy lại không thấy có giới cấm, không thấy có hình tướng của giới, không thấy có người giữ giới, không thấy có quả báo, không thấy có sự hủy phạm giới. Thiện nam tử, nếu có thể tu tập trì giới như vậy, đó gọi là tu tập giới một cách chân chánh. Sao gọi là tu tập định? Nhưng người tu định là vì muốn độ thoát lấy mình, vì lợi dưỡng, chẳng vì chúng sanh, không vì sự hộ trì chánh pháp, vì thấy những lỗi lầm, tai hại của tham dục, thức ăn nhiều nhất và sự bất tịnh của nam căn nữ căn, của chín lỗ trong thân, vì thấy những sự tranh đấu, kiện tụng, đánh đâm sát hại lẫn nhau. Nếu vì những nguyên nhân ấy mà tu định thì không gọi là tu tập định chân chánh. Thiện nam tử, sao gọi là tu tập định một cách chân chánh? Nếu vì chúng sanh mà tu tập định, được tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, vì muốn giúp cho chúng sanh được pháp không thối chuyển, vì muốn cho chúng sanh được tâm của bậc thánh, vì muốn cho chúng sanh đạt được đại thừa, vì muốn hộ trì chánh pháp vô thượng, vì muốn giúp cho chúng sanh không thối chuyển tâm bồ đề, vì muốn giúp cho chúng sanh đạt được phép định thủ lăng nghiêm, vì muốn giúp cho chúng sanh đạt được phép định kim cang, vì muốn giúp cho chúng sanh đạt được đà la ni, vì muốn giúp cho chúng sanh đạt được bốn pháp vô ngại, vì muốn giúp cho chúng sanh thấy được tánh Phật. Trong khi tu tập những công hạnh như vậy, lại không thấy có định, không thấy có hình tướng của định, không thấy người tu tập, không thấy có quả báo. Thiện nam tử, nếu có thể tu tập như vậy, đó gọi là tu tập định một cách chân chánh. Sao gọi là tu tập trí tuệ? Nhưng người tu hành có ý nghĩ rằng, nếu ta tu tập trí tuệ như thế này, ta sẽ được giải thoát ra khỏi ba đường ác. Ai là người có thể làm lợi ích tất cả chúng sanh? Ai là người có thể cứu độ mọi người thoát khỏi đường sanh tử? Đức Phật ra đời thật khó gặp, như hoa ưu đàm bác. Nay ta có thể có khả năng dứt trừ được mọi phiền não trói buộc, đạt được quả vị giải thoát. Vậy ta phải siêng năng tu tập trí tuệ để mau chóng dứt trừ phiền não, mau chóng được độ thoát. Nếu tu tập như thế thì không gọi là tu tập trí tuệ chân chánh. Sao gọi là tu tập trí tuệ một cách chân chánh? Người trí nếu quán xét rằng sanh già chết đều là khổ, tất cả chúng sanh bị vô minh che lấp nên không biết tu tập chánh đạo vô thượng, ta nguyện đem thân này thay thế tất cả chúng sanh chịu sự khổ não cùng cực, nguyện cho những tâm bẩn cùng hạ tiện phá giới và những nghiệp tham lam sân hận si mê của tất cả chúng sanh thể đều tụ tập vào thân ta, nguyện cho chúng sanh không khỏi tâm tham lam bám giữ, không bị danh sắc trói buộc, nguyện cho tất cả chúng sanh sớm vượt ra khỏi vòng sanh tử, dù riêng mình ta ở lại trong sanh tử cũng không chán ngán, nguyện cho tất cả đều đạt được an hậu đa la tam miệu tam bồ đề. Trong khi tụ tập như vậy, không thấy có trí tuệ, không thấy có hình tướng của trí tuệ, không thấy có người tu, không thấy có quả báo, như thế gọi là tu tập trí tuệ chân chánh. Thiện nam tử, người tu tập một cách chân chánh giới định trí tuệ như vậy gọi là Bồ Tát. Không ai không thể tu tập giới định tuệ như vậy, gọi là thanh văn. Lại nữa, thiện nam tử, sao gọi là tu tập giới? Là có thể phá trừ 16 điều xấu ác của tất cả chúng sanh. Những gì là 16? Một là vì lợi mà nuôi dê con hay dê, đến khi béo mập thì bán đi. Hai là vì lợi mà mua những con dê ấy về giết thịt. Ba là vì lợi mà nuôi lợn con hoặc lợn, đến khi béo mập thì bán đi. 4 là vì lợi mà mua những con lợn ấy về giết thịt. 5 là vì lợi mà nuôi bò hoặc nghé con, đến khi béo mập thì bán đi. 6 là vì lợi mà mua những con bò ấy về giết thịt. 7 là vì lợi mà nuôi gà cho béo mập rồi bán. 8 là vì lợi mà mua gà về giết thịt. 9 là câu cá. 10 là săn bẫy thú. 11 là cướp giật. 12 là làm kẻ đao phủ hành hình đồng loại. 13 là răng lưới bắt chim. 14 là nói hai lưỡi, cố ý gây chia rẽ. 15 là làm kẻ cai ngục, hành hạ người một cách phi lý. 16 là học dùng bùa chú tà vậy để bắt các loài rồng rắn làm vui. Nếu ai có thể vì chúng sanh trừ dứt 16 nghiệp ác đó thì gọi là tu tập giới.
Sao gọi là tu tập định? Là có thể dứt trừ tất cả các phép định của thế gian. Chẳng hạn như phép định vô thân có thể khiến chúng sanh khởi tâm điên đảo, cho đó là niết bàn. Các phép định hữu vô biên tâm, tịnh tụ, thế biên, thế đoạn, thế tánh, thế trượng phu, phi tưởng, phi phi tưởng. Những phép định ấy khiến cho chúng sanh khởi tâm điên đảo, cho đó là niết bàn. Nếu ai có thể dứt trừ vĩnh viễn những phép định thế gian như thế thì gọi là tu tập định một cách chân chánh. Sao gọi là tu tập trí tuệ? Là có thể phá trừ những sự thấy biết xấu ác của thế gian. Tất cả chúng sanh đều có sự thấy biết xấu ác. Chẳng hạn như thấy sắc đó tức là ngã, cũng là những vật của ta. Hoặc thấy trong sắc có ngã, trong ngã có sắc. Cho đến đối với thức cũng thấy biết như vậy. Hoặc thấy rằng cái thường còn là ngã, tuy sắc diệt mất nhưng ngã vẫn còn. Hoặc thấy rằng sắc tức là ngã, nên sắc diệt mất thì ngã diệt mất. Lại như có người nói, người tạo tác là ngã, người thọ nhận là sắc. Hoặc có người nói, người tạo tác là sắc, người thọ nhận là ngã. Hoặc có người nói, không có tạo tác, không có thọ nhận, tự sanh tự diệt, thảy đều không có nhân duyên. Hoặc có người nói, không có tạo tác, không có thọ nhận, hết thảy đều do đấng tự tại làm ra. Hoặc như có người nói, không có người tạo tác, không có người thọ nhận, thảy đều do thời tiết làm ra. Hoặc có người nói, người tạo tác kẻ thọ nhận đều là không có, chỉ có năm đại như đất nước vân vân hợp lại gọi là chúng sanh. Thiện nam tử, nếu anh phá trừ được những sự thấy biết xấu ác đó của tất cả chúng sanh thì gọi là tu tập trí tuệ. Thiện nam tử, tu tập giới là làm cho thân được vắng lặng an tĩnh. Tu tập định là làm cho tâm được vắng lặng an tĩnh. Tu tập trí là trừ diệt lòng nghi ngờ. Trừ diệt lòng nghi ngờ là để tu tập theo đạo. Tu tập đạo là để thấy tánh Phật. Thấy tánh Phật là để đạt được an nộ đa la tam miệu tam bồ đề. Đạt được an nộ đa la tam miệu tam bồ đề là để đạt đến vô thượng đại niết bàn. Đạt đến đại niết bàn là để dứt trừ tất cả sanh tử của chúng sanh, dứt trừ tất cả phiền não, dứt trừ tất cả các cảnh giới hiện hữu, dứt trừ tất cả các giới cho đến dứt trừ tất cả các chân lý, dứt trừ tất cả từ sanh tử cho đến các chân lý là để đạt được các pháp thường lạc ngã tịnh. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi, Bạch Thế Tôn, như Phật có dạy, nếu không sanh không diệt thì gọi là đại niết bàn, pháp sanh ra đó cũng là không sanh không diệt như vậy, tại sao chẳng được gọi là niết bàn? Phật dạy, thiện nam tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, pháp sanh ấy tuy cũng là không sanh không diệt nhưng lại có khởi đầu, có kết thúc. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi, Bạch Thế Tôn, pháp sanh tử cũng không có khởi đầu, không có kết thúc. Nếu không có khởi đầu, không có kết thúc thì gọi là thường tồn, thường tức là niết bàn. Vì sao không gọi sanh tử là niết bàn? Phật dạy, thiện nam tử, pháp sanh tử ấy đều có nhân quả, vì có nhân quả nên không gọi là niết bàn. Vì sao vậy? Vì bản thể của niết bàn là không có nhân quả. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật, Thế Tôn, niết bàn đó cũng có nhân quả. Như Phật có nói kệ rằng, do nhân mà sanh cõi trời, do nhân mà đọa đường ác, do nhân mà được niết bàn, nên tất cả đều có nhân. Nhiều lúc trước, Phật có dạy chư tỳ kheo rằng, này ta sắp nói về đạo quả của Sa Môn. Sa Môn là người có thể tu tập đầy đủ giới định trí tuệ. Đạo là tám thánh đạo, quả của Sa Môn là nói niết bàn. Bạch Thế Tôn, niết bàn là như vậy há chẳng phải quả sao? Vì sao Phật nói rằng bản thể của niết bàn là không có nhân quả? Phật dạy, thiện nam tử, chỗ tuyên thuyết của ta về nhân niết bàn đó là nói tánh Phật. Tánh của tánh Phật không sanh ra niết bàn, cho nên ta nói niết bàn có nhân. Vì có thể phá trừ phiền não nên gọi là quả lớn. Vì không do đạo mà sanh ra nên gọi là không có quả. Cho nên niết bàn là không có nhân, không có quả. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch rằng, Thế Tôn, tánh Phật của chúng sanh là chung nhau hay mỗi người đều riêng có? Nếu là chung nhau thì khi một người đạt được an nộ đa la tam miệu tam bồ đề, lẽ ra tất cả chúng sinh cũng đều đạt được. Bạch Thế Tôn, ví như 20 người có chung một mối oán thù. Nếu một người trừ được mối oán thù đó, 19 người kia cũng được dứt trừ. Tánh Phật cũng vậy, khi một người đạt được, những người khác lẽ ra cũng đều đạt được. Còn nếu mỗi người đều riêng có, ắt phải là vô thường. Vì sao vậy? Vì là pháp tính đếm được. Nhưng Phật có dạy, tánh Phật của chúng sanh không phải một, không phải hai. Nếu mỗi người
đều riêng có, lẽ ra không thể nói rằng chư Phật là bình đẳng, cũng không thể nói rằng tánh Phật như hư không. Phật dạy, thiện nam tử, tánh Phật của chúng sanh không phải một, không phải hai. Chư Phật là bình đẳng giống như hư không. Tất cả chúng sanh đồng có chung tánh Phật. Nếu ai có thể tu tập tám thánh đạo nên biết rằng người ấy sẽ được thấy rõ. Thiện nam tử, nơi tuyết sơn có một thứ cỏ tên là nhẫn nhục. Nếu bỏ ăn cỏ ấy, thì sữa của nó hóa thành đại hồ. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi, Bạch Thế Tôn, như Phật nói cỏ nhẫn nhục đó, vậy chỉ có một hay là có nhiều? Nếu chỉ có một, bỏ ăn rồi ắt phải chết. Nếu cỏ ấy có nhiều, làm sao nói rằng tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy? Như lời Phật dạy, nếu ai tu tập tám thánh đạo ắt sẽ thấy tánh Phật. Nghĩa ấy chẳng đúng. Vì sao vậy? Nếu đạo là một như cỏ nhẫn nhục, lẽ ra phải có lúc hết. Như đạo ấy có thể hết, thì một người tu rồi, những người khác ắt không còn đạo để tu. Nếu đạo là nhiều, làm sao có thể nói rằng tu tập đầy đủ? Người tu tập thành đạo rồi cũng không thể gọi là thành tựu nhất thiết chủng trí. Phật dạy, thiện nam tử, ví như con đường bằng thẳng, tất cả chúng sanh đều đi trên đường không có chướng ngại. Giữa đường có cây lớn trẻ bóng mát, người đi đường đều dừng lại nghỉ ngơi dưới đó. Bóng mát của cây ấy là thường tồn, không biến đổi, không tiêu mất, không ai mang đi được. Còn đường ấy ví như tám thánh đạo, bóng mát của cây ví như tánh Phật. Thiện nam tử, ví như thành lớn chỉ có một cửa, tuy có nhiều người do cửa ấy mà ra vào, cũng không ai thấy chướng ngại, không ai có thể tháo dỡ cửa ấy mang đi. Thiện nam tử, ví như cây cầu bắc ngang sông, nhiều người đi trên đó cũng không ai bị ngăn cản, cũng không ai có thể tháo dỡ cây cầu ấy mang đi. Thiện nam tử, ví như vị lương y trị đủ các bệnh, không ai có thể ngăn cản ép buộc vị ấy phải trị nơi này bỏ nơi kia. Các thánh đạo và tánh Phật cũng giống như vậy. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật, Thế Tôn, những ví dụ vừa dẫn ra đó ý nghĩa chẳng đúng. Vì sao vậy? Kẻ đi trước trên đường làm ngăn trở kẻ đi sau, vì sao nói rằng không có chướng ngại? Các ví dụ khác cũng đều như thế. Nếu thánh đạo và tánh Phật là như nhau, thì một người đang lẽ tu già phải ngăn trở những người khác